Chiếc này đăng lên đã được bán rồi nghe các bác nhá. Em thông báo vậy là các bác biết, các bác đừng liên lạc chiếc này nữa. Chiếc 1060 đã được bán đi. Đó, anh đây đã mua xe này rồi. Em đăng lên có một tí thì đã bán được chiếc này. Anh này liên lạc luôn, chạy đến đây mua luôn rồi đó. Phải đúng rồi đây. Yeah. Quay để họ biết mình bán xe này rồi, để họ khỏi lên làm. Yeah.